thế gian này cái gì là thật? Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy. Thân này của tôi có thể có được hay chăng? Ban đêm lúc ngủ say, người khác đến khiêng bạn đi bạn cũng không biết, bạn làm sao có thể có được chứ? Không có được. Cái vật này là cái của tôi. Ngủ say rồi thì cái gì là của bạn chứ? Không cần phải nắm giữ, toàn là đồ giả. Bạn xem tai nạn lần này của chúng ta ở miền Nam, bạn xem tai nạn của bão, biết bao nhiêu người, ngôi nhà bị nhấn chìm, người thì cũng bị chết chìm, số ít may mắn được thoát chết. Còn cái thân thôi, cái gì cũng không còn. Trong một sát na, cái gì là cái của mình đâu? Không có. Mọi thứ bạn thấy rõ ràng. Bạn buông xả thì được tự tại. Sau khi buông xả, đời sống sẽ ra sao? Nhiều người đang lo lắng. Người hiểu lẽ sẽ không sợ việc này. Nhất ẩm nhất trác mạc phi tiền định. Trong bạn không phải chết vì đói, đến lúc đó tự có cái ăn. Trong bạn chết vì đói, giả sử đồ ăn chất thành núi, bạn cũng chết vì đói, do đó không cần phải lo sợ. Người học Phật tốt nhất, trong tâm có câu Phật hiệu, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cầu sanh tịnh độ, thân cận Di Đà, viên mãn đạo nghiệp. Tôi đến thế giới cực lạc làm gì? Đến để cầu học. Ở đó có vị thầy giỏi nhất trong vũ trụ bao la, tôi đến thân cận Ngài. Tốt. Thật sự không có cái ăn, không có cái mặc, đói dài ngày, không phải đã giảng sanh rồi sao? Không cần đi tìm, nếu mạng không đáng chết, tự nhiên có người tặng thức ăn cho bạn, hà tất phải lo nghĩ chứ? Tâm vĩnh viễn giữ được thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ, tâm thanh tịnh tương ưng với Phật. Nghĩ tưởng sằng bậy thì tương ưng với những yêu ma quỷ quái. Sai rồi. Không nên nghĩ niệm Phật là tốt nhất. Bất luận ở thời gian nào, bất luận ở nơi đâu, tâm cũng được định một cái phương hướng, một cái mục tiêu, thì bạn trong đời này sao có chuyện không thành tựu cho được chứ? Do nên chúng ta phải biết hết thảy chúng sanh không lìa khỏi tự tánh. Tự tánh chính là cảnh giới Như Lai, đều ở trong tự tánh. Nhập, bạn đi đâu để nhập? Bạn vốn ở trong rồi. Nhập này nghĩa là sao? Là bạn đột nhiên giác ngộ. Với tánh đức hoàn toàn tương ưng, do đó bạn không có nhập. Sự tình này do đâu? Do bạn không nhận ra tự tánh. Bạn không biết vạn sự vạn vật do tự tánh biến hiện ra. Bạn không biết được chân tướng sự thật. Một lòng đi truy tìm vạn vật sát na sanh diệt, vĩnh viễn truy tìm không được. Xem thấy tưởng như được trên tay, thân mạng mất rồi, thật giống như giấc mộng không khác. Thân mạng không còn, linh hồn bất diệt. Vậy mà còn khởi niệm vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai đời đời kiếp kiếp không ngừng nghỉ. Bạn nói có khổ hay không? Sự việc này rất đáng sợ. Trích từ Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Trong một năm, ngày xuân, ngày Tết là những ngày lễ vui mừng lớn nhất và những ngày vô cùng quan nghỉ nhất. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà suy nghĩ, năm nay đã trôi qua, lại già thêm một tuổi. Theo nhà Phật mà nói, Phật nói là lời chân thật. Con người từ khi bắt đầu ra đời ngày hôm đó, đích thật là dũng mãnh tinh tấn. Từng phút từng giây họ cũng không lãng phí. Họ hướng về đâu để đi? Họ hướng về mộ Phật mà đi. Một ngày so với một ngày gần đến, tuyệt đối không dừng lại một giây. Dũng mãnh tinh tấn, chỉ có việc này là thật, không phải là giả. Hay nói một cách khác, chúng ta từng năm đến gần bộ phận. Cho nên, người có trí huệ, tâm cảnh giác của họ rất cao. Một năm 360 ngày, trái đất quay quanh mặt trời một lần. Trong thời gian một năm đó, chúng ta có thành tựu gì không?
Điều này phải hết lòng mà phản tỉnh và kiểm điểm những ngày tháng chúng ta sống đó có luống qua hay không. Một ngày nào đó khi vô thường đến, thật là trở tay không kịp. Các bạn có ai quan tâm đến việc này hay không? Việc này đại đa số chúng ta hoàn toàn sơ suất, không để ý đến sự việc quan trọng này. Cho nên năm xưa, khi Phật còn tại thế, Phật hỏi nhóm đệ tử: mạng người được bao lâu? Đệ tử cũng có người rất thông minh, trả lời cũng rất hay: mạng người chỉ trong một hơi thở. Phật gật đầu nói: đúng, một hơi thở không hít vào thì phải đi luân hồi nữa rồi. Cho nên không nên cảm thấy chúng ta hiện nay còn rất trẻ, tương lai thời gian còn rất dài. Ai bảo đảm cho các bạn đây? Bạn có ký hợp đồng với vua Diêm La hay không? Chúng ta hãy đi đến nghĩa trang, vào trong tháp tự viện, nơi thờ tro hài cốt. Các bạn hãy vào trong đó mà xem. Người trẻ không ít, những người mười mấy hai mươi tuổi rất nhiều. Mà người vô thường, chúng ta phải đề cao tâm cảnh giác. Còn sống được một ngày thì phải tu hành đàng hoàng một ngày. Còn sống một giờ thì phải tu hành đàng hoàng một giờ. Đó mới gọi là người biết hiện thực, mới gọi là người biết nắm vững lấy hiện thực. Người đó có trí huệ. Nắm vững lấy hiện thực, không được sơ suất. Đời người vinh hoa phú quý, danh vọng tiền tài không đáng giá một cái nhìn. Quan trọng nhất là thời gian. Đem thời gian phung phí mất rồi, lãng phí mất rồi, đó thật sự gọi là đáng tiếc. Cho nên chúng ta nên nắm lấy thời gian quý báu này, hết lòng tu học, tín nguyện trì danh niệm Phật. Chúng ta tu học một ngày thì một ngày sẽ không luống qua. Một năm hết lòng tu học thì một năm này bạn sẽ không luống qua. Các bạn nên biết, lúc đó các bạn sẽ thấy sinh mạng rất là chắc thật. Thời gian không luống qua, sinh mạng có ý nghĩa, giá trị. Tự mình chân thật cảm thấy được hạnh phúc, mỹ mãn. Đây là chân tướng sự thật, chớ nên đem thời gian phung phí, lãng phí đi. Điều này đáng được chúng ta giờ giờ khắc khắc cảnh giác cao độ. A Di Đà Phật. Bất thiện thính chính là có một số người nghe lời chỉ nghe có một nửa, sau đó rồi cắt câu lấy nghĩa, không thể lý giải ý nghĩa của điều được nói một cách hoàn chỉnh và chính xác, gây ra hiểu lầm, thậm chí tạo thành hành vi sai lệch. Thí dụ như có người vừa mới nghe là phải buông bỏ vạn duyên thì liền đem toàn bộ tài sản trong nhà đi bố thí hết, khiến cho cuộc sống của chính mình và người nhà không còn chỗ dựa, tạo thành một vấn đề của gia đình, thậm chí còn diễn biến thành vấn đề của xã hội. Trên thực tế, trong lúc giảng kinh, chúng tôi đã nói qua nhiều lần, buông xuống là buông xuống ở trong tâm, còn trên mặt sự thì phải chiếu theo pháp thế gian mà làm, chứ không phải bảo các bạn là không cần làm gì cả. Đây là hiểu lầm rất lớn. Phật pháp ở thế gian bất hoại thế gian pháp. Vì thế, về mặt sự thì không thể buông xuống. Hết thảy những trách nhiệm và nghĩa vụ trong thế gian, chúng ta phải chăm chỉ làm cho thật tốt, nhưng trong tâm thì nhất định không thể nhiễm trước. Tâm phải thanh tịnh, không nhiễm mấy bụi, như vậy mới đúng. Ấn Quang Đại Sư, Ngài khai thị cho các đồng học Tịnh Tông phải tận hết trách nhiệm bổn phận, ngăn ngừa điều quấy,
giữ lòng thành kính, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như vậy thì thế pháp và Phật pháp mới viên dung mọi mặt, mới phù hợp với tinh thần trung đạo của Phật pháp Đại thừa. Còn như chúng tôi tán thán lão hòa thượng Hải Hiền, lão hòa thượng không biết chữ, cả đời một bộ kinh cũng chưa từng đọc qua, chưa từng nghe qua một bộ kinh, chỉ nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, niệm 92 năm, làm ra tấm gương tốt cho các đệ tử trong nhà Phật xem, khiến mọi người tăng trưởng tín tâm, kiên định nguyện tâm, giảng sanh tịnh độ giống như Ngài. Có một số người nghe lời này thì cắt câu, lấy nghĩa, học theo lão hòa thượng Hải Hiền, không biết chữ, không đọc kinh, không nghe kinh, còn phê bình người đọc kinh, nghe kinh là không đúng. Đây chính là không thiện thính, không nghe hiểu được ý nghĩa của người giảng kinh. Điều cần học thì không học được, ngược lại còn sanh ra kiến giải sai lầm, vô cùng đáng tiếc. Có một số người thì ngược lại, nghe chúng tôi xưng tán kinh Vô Lượng Thọ thù thắng như thế nào, có thể khiến người sanh khởi tín nguyện hạnh kiên định, xong rồi họ chấp trước kinh Vô Lượng Thọ, cho rằng chỉ niệm A-di-đà Phật thôi thì không thể giảng sanh, nhất định phải đọc kinh Vô Lượng Thọ mới có thể giảng sanh. Còn lôi kéo những lão Bồ Tát đang chuyên tâm niệm Phật về đọc kinh Vô Lượng Thọ, khiến tín tâm niệm Phật của họ bị dao động, phải vất vả khổ sở đi đọc kinh Vô Lượng Thọ thì mới được. Đây quả thật là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác rồi. Trong lúc giảng kinh, chúng tôi nhiều lần nói, những người nào không đủ lòng tin thì phải đọc kinh. Nếu như bạn là người đã sanh khởi tín tâm rồi, có thể không đọc kinh. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng là đủ rồi. Hiện tại, họ lại làm ngược lại, đem những người có lòng tin đối với kinh, hiện tại đang chuyên tâm niệm Phật, kéo trở lại đi đọc kinh. Đây thật là điên đảo. Chúng sanh vốn có căn tánh không như nhau. Có người thích nghe kinh, có người thích đọc kinh, có người thích lại Phật, có người thích niệm Phật, không thể gộp chung lại làm một được. Cổ đức có nói, thà động nước ngàn sông chứ không động tâm người tu đạo. Nếu như bạn làm dao động tín tâm của người chuyên tâm tu hành thì tội này cực lớn rồi. Nếu như những vị lớn tuổi này không giảng sanh được thì món nợ này sẽ được ghi lại để tính sổ với những người này. Còn có người nghe là công đức trợ niệm cho người rất lớn, liền khiến người bệnh nặng ra chỗ sáng trợ niệm ngày đêm, không cho người bệnh thời gian an tĩnh để nghỉ ngơi, không có thời gian ngủ nghỉ, sẽ không có tinh thần tốt để niệm Phật. Nếu bị mất ngủ trong thời gian dài, tinh thần thậm chí sẽ bị vấn đề. Đây là thí dụ cho việc dùng tâm tốt mà làm việc xấu. Có người nghe là lúc trợ niệm không thể xúc chạm đến người chết, thậm chí đã cấm người nhà không phục vụ cho người bệnh nặng này, không cho họ để người bệnh uống nước, không cho họ giúp người nhà đại tiểu tiện, vân vân. Đây cũng là những hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Không cho xúc chạm là chỉ sau khi người bệnh tắt hơi. Hiện tại người bệnh vẫn chưa tắt hơi mà vẫn có nhu cầu uống nước, đại tiểu tiện. Chỉ vì bạn bắt đầu trợ niệm, không cho họ giúp đỡ người bệnh rồi, việc làm như vậy là ngược đãi bệnh nhân rồi. Những nhu cầu về mặt thân thể của họ không được đáp ứng, càng sẽ khiến họ càng đau khổ, khiến cho họ không thể chuyên tâm niệm Phật rồi. Cho nên những người trợ niệm này đã vô tình chướng ngại họ rồi, không phải là đang giúp họ. Có người nghe tôi nói là tôi cả đời này không nhận đồ đệ. Những người có pháp danh là
chữ ngộ đều là do hàng quán trưởng thâu nhận. Họ liền nói những người có pháp danh là chữ ngộ này không phải là người xuất gia. Đây là cố ý bẻ cong sự thật. Ý của tôi là tôi không muốn thâu nhận đồ đệ mà thuận theo ý của hàng quán trưởng. Mới thế độ cho họ. Họ đều trải qua nghi thức thế độ chính thức, cũng chính thức thọ tam đàn đại giới. Sao bạn lại có thể nói họ không phải là người xuất gia chứ? Nói như vậy là tạo khẩu nghiệp rồi. Những kiến giải sai lầm phía trên luôn luôn là vì bạn đã không thiện thính, đã không lý giải chính xác ý nghĩa của người giảng kinh, hoặc là nghe kinh không đủ, chỉ nghe một phần rồi phiến diện khái quát mà ra. Bất thiện tư. Có người từng hỏi tôi một câu: nếu như hết thảy đều là không, vì sao lại còn cần học văn hóa truyền thống chứ? Tôi hỏi ngược lại họ một câu: nếu hết thảy đều là không, thì vì sao bạn vẫn cần phải ăn cơm? Đây chính là cái lỗi điển hình của việc chấp lý bỏ sự. Chấp trước vào lý luận, rồi phủ định sự tướng. Hết thảy đều là không. Đây là cảnh giới chân đế, là cảnh giới của thánh nhân. Hiện tại bạn vẫn là phàm phu, vẫn chưa đạt được tới cảnh giới đó, thì làm sao có thể phủ định sự tướng được chứ? Bạn chỉ biết một chút lý luận thì không có ích gì rồi. Bạn không ăn cơm thì vẫn đói bụng. Bạn không học văn hóa truyền thống thì vẫn không hiểu sự lý, là ngu si hồ đồ rồi. Có người nghe tôi nói ba nền tảng rất quan trọng, liền lập tức bắt đầu học ba nền tảng này. Ngày hôm sau nghe nói văn tự học cũng rất quan trọng, họ liền chuyển sang học văn tự học. Rồi lại nghe nói quần thư trị yếu rất quan trọng, liền chuyển sang học quần thư trị yếu. Một môn vẫn chưa học tốt thì đã chuyển sang học môn kế tiếp. Đây là kiến giải sai lầm. Mỗi một người phải lựa chọn một môn phù hợp với mình, trường thời huân tu, không thể cứ thay đổi như vậy. Đương nhiên, nếu như bạn học có thứ tự thì học ba nền tảng cho vững đi, rồi hãy học văn tự học. Học văn tự học xong rồi mới học quần thư trị yếu, như vậy mới đúng. Cho nên phải phân biệt rõ đạo lý, tư duy chính xác thì mới tu học chính xác được. Cảm ứng với Phật Bồ Tát là có thật, thần thông cũng là có thật, nhưng người học Phật không thể chấp trước vào cảm ứng và thần thông. Hãy chấp trước thì sai rồi, là lệch lạc rồi. Nếu như có người luôn bàn về những điều huyền diệu về cảm ứng và thần thông của họ, nhưng lời họ nói ra thậm chí còn trái ngược với giáo lý, như vậy thì không thể tin được rồi. Ấn Quang Đại Sư nói, việc lên đồng đa số là do tác dụng của linh quỷ, giả mạo danh nghĩa của Phật Bồ Tát, kỳ thật không phải là Bồ Tát. Việc nhập vào thân cũng như vậy, thậm chí còn có ma quỷ đến nhập thân. Cho nên người học Phật đối với họ phải cung kính nhưng không gần. Trong tứ y pháp có câu: y pháp bất y nhân. Chúng ta học Phật không thể mê bụi sùng bái một cá nhân nào, nhất định phải dùng lý trí, phải lấy giáo lý mà làm chuẩn. Tôi đã từng nói bản thân tôi là phàm phu, ngay cả sơ quả Tu Đà Hoàn tôi cũng chưa đạt được, cho nên không được mê muội sùng bái tôi. Tôi cũng đã từng khen ngợi một số người, đó là vì họ có chỗ đáng khen. Tôi chỉ tán thán phần ưu điểm đó của họ, chứ không phải là ấn chứng cho họ. Tôi chưa từng ấn chứng cho người nào. Cho nên mọi người phải dùng lý trí mà đối đãi với những người tôi đã từng tán thán, không thể cho là tất cả về họ đều là đúng.
Nếu như họ luôn lợi dụng những lời tôi tán thán để nâng cao giá trị của chính mình, vậy thì bạn phải hết sức cẩn thận. Có thể là họ đã quá xem trọng danh văn lợi dưỡng rồi. Người chân thật học Phật, người chân thật học văn hóa truyền thống đều rất khiêm tốn. Sao có thể luôn lợi dụng lời khen của người khác làm cái mác quảng cáo cho chính mình chứ? Từ đây có thể thấy những người như vậy là có vấn đề rồi. Về bất thiện ngôn, trên kinh Vô Lượng Thọ có nói: thiện hộ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khổng Tử ngài cũng nói: không nói lời phi lễ. Có một số người đã không y giáo phụng hành, cứ thuận theo phiền não của chính mình mà nói, không tu khẩu đức, không thiện hộ khẩu nghiệp. Họ sau khi học Phật, học văn hóa truyền thống, không phải dùng để tu sửa bản thân, mà dùng để yêu cầu người khác, chuyên môn truy tìm tội của người khác, thường hay thích cưỡng ép người khác tu hành theo ý của mình. Khi người khác chống đối thì mắng người là không có thiện căn, không có phước báo. Họ dùng đạo lý Phật Pháp, đạo lý của văn hóa truyền thống mà mắng người. Đây chính là lạm dụng, khiến người khác đối với Phật Pháp và văn hóa truyền thống sanh ra phản cảm, đã đoạn mất đi cơ hội học tập thánh giáo của người ta. Vốn là thuốc hay mà dùng sai sẽ trở thành thuốc độc rồi. Sau khi học Phật, học văn hóa truyền thống, bị người khác chỉ trích luôn là vì họ đã không thiện ngôn, không tu khẩu đức mà tạo nên. Chủng loại của bất thiện ngôn rất nhiều, bao gồm vọng ngữ, lưỡng thiệp, ác khẩu, ỷ ngữ đều là bất thiện ngôn, rất dễ tạo khẩu nghiệp. Cho nên bạn phải hết sức cẩn thận. Người tu học phải bắt đầu hạ công phu từ khẩu nghiệp, chăm chỉ chỉnh sửa những cách nói chuyện sai lầm của chính mình, như vậy sẽ mau tiến bộ. Bất thiện hành. Một số người vừa nói đến đạo lý thì liền nói thao thao bất tuyệt, nói rất rõ ràng, đâu ra đó, nhưng nói được mà không làm được. Hành vi sai lầm của chính mình không hề có chút thâu liễm, tập khí phiền não cũng không hề giảm bớt. Đây chính là bất thiện hành. Bất luận là loại phiền não nào, nếu không ra sức khắc phục thì đều có tính gây thương tổn. Mà trong thấy các loại phiền não thì ngạo mạn là phiền phức lớn nhất. Khổng Tử nói: nếu như có tài năng và năng lực làm việc như Chu Công mà vì thế sinh ra kiêu ngạo bủn xỉn thì cũng không đáng được xem trọng rồi. Học tập thánh giáo mà không thể thực hành, không thể làm được, bản thân cảm thấy hổ thẹn còn không kịp thì có gì đáng kiêu ngạo chứ? Cho nên khi thấy người tu học mà kiêu ngạo thì biết được là họ không thật sự học tốt. Đệ tử Phật có bốn giới rất quan trọng, đó là không nói xấu lãnh đạo quốc gia, không làm giặc quốc gia, không trốn thuế, không vi phạm pháp luật quốc gia. Bốn điều này không làm được thì chính là bất thiện hành. Có người đã hỏi tôi: hoạt động nhiễu Phật kinh hành trong thành phố có dư pháp hay không? Tôi nói với họ là không dư pháp. Vì sao không dư pháp? Bạn đã vi phạm pháp luật quốc gia rồi thì không dư pháp rồi. Pháp luật của quốc gia đã quy định rõ ràng, ngoài những nơi tổ chức hoạt động tôn giáo ra, không được thực hiện các hoạt động tôn giáo mang tính tập thể. Bạn còn tổ chức hoạt động kinh hành, đi nhiễu Phật rầm rộ khắp thành phố, đây chính là vi phạm pháp luật rồi. Vì sao lại phải chống đối là chính phủ? Chống đối là chính phủ là đại bất kính rồi. Cho nên hy vọng chư vị đồng học, những hoạt động Phật sự nhất định phải tuân theo pháp luật của quốc gia.
nhất định không được vi phạm pháp luật quốc gia, không được tổ chức những hoạt động mà chính phủ không cho phép. Đệ tử nhà Phật tuyệt đối không được nhiễu loạn xã hội. Lời sau cùng, Phật pháp và văn hóa truyền thống đều là giáo dục phổ quát về luân lý, đạo đức, nhân quả và trí huệ của thánh hiền. Nếu như có thể thiện thính, thiện tư, thiện ngôn, thiện hành, thì như vậy mới là thiện học, mới có thể hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ, mới có thể giúp người lìa khổ được vui. Hy vọng mọi người có thể thiện học Phật pháp và văn hóa truyền thống. Vì gia đình, vì xã hội, vì đất nước, vì mọi người, làm ra tấm gương tốt. Chân thật lợi mình, lợi người, tự độ, độ tha. Xin cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Trích lục từ bài khai thị Phải khéo học Phật pháp và văn hóa truyền thống tại Đại lễ Thanh. Công phu tu hành hoàn toàn ở đời sống thường ngày. Tập khí tật xấu của bản thân chúng ta, chúng ta nhất định phải biết. Biết là giác ngộ, không biết là mê hoặc. Cứ lấy đời sống thường ngày để nói, hơi có một chút bất như ý thì liền không tự tại, không thoải mái. Chúng ta theo thói quen nên cảm thấy điều này không sao, không hề lưu ý những hiện tượng này. Đâu biết rằng những hiện tượng này chính là tạo nghiệp. Người không đọc kinh thì không biết. Người chưa thể hiểu sâu nghĩa thú trong kinh cũng không biết. Tại vì sao bạn không vui? Tại vì sao bạn không tự tại? Đây không phải là phân biệt chấp trước hay sao? Nếu bạn không có phân biệt chấp trước thì bạn đâu có loại tâm thái này chứ. Phân biệt chấp trước rất khó đoạn. Phần trước tôi đã kể với các vị nghe về công án của Long Dương Hồ Động Đình. Đời trước là bạn học của An Thế Cao. Long Dương ở đường súc sanh. Tại vì sao một người tu hành lại bị đọa đến đường súc sanh vậy? Chính là do cái hơi bất như ý, hơi không vui. Vào thời đó, người xuất gia thì bi bát. Vị pháp sư xuất gia này tu rất tốt, hiểu rõ kinh điển, kinh giáo rất thông đạt, giảng kinh thuyết pháp nói rất hay, lại chịu bố thí, pháp duyên thù thắng. Pháp sư như vậy hiếm có biết bao. Khi đi khất thực, ông nhận được cơm rau không thật hợp khẩu vị của mình. Trong tâm có một chút không vui, chỉ là một chút xíu không vui như vậy thì liền đọa lạc vào đường súc sanh. Chúng ta thử nghĩ xem, đức hạnh của chúng ta ngày nay không bằng ông. Tâm sân hận, tâm phân biệt, tâm đố kỵ, tâm chấp trước của chúng ta không biết nặng hơn ông gấp bao nhiêu lần. Ông còn bị làm Long Dương, thử nghĩ xem tương lai chúng ta thành cái gì. Đây đều là sự thật. Cho nên người chân tu hành cứ ngay trong những cảnh duyên này tức khắc phải giác ngộ, tức khắc phải quay đầu tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là đạo, tâm bình đẳng cũng là đạo. Tu hành là ngay trong đời sống thường ngày, là ngay chỗ khởi tâm động niệm phải quán chiếu tinh tế tỉ mỉ xem ta có còn chấp trước hay không, có còn phân biệt hay không. Đối với người, giới việc, giới vật, chúng ta có còn ưa thích, có còn ghét bỏ hay không. Việc thuận theo ý của mình thì sanh tâm hoan hỷ, không thuận ý của mình thì sanh tâm sân hận. Chỉ một mảy may sân hận, không muốn giao thiệp với người này, không muốn nhìn họ là chúng ta đã sai rồi. Chúng ta vẫn còn phân biệt chấp trước, chưa chịu buông xả. Trong tâm vẫn còn tính toán, vẫn còn thị phi, vẫn còn được mất, vẫn còn ưa ghét,
Vậy thì làm sao được chứ? Chúng ta vẫn là phàm phu lục đạo chính gốc rồi. Do đó chúng ta mới thể hội được điều mà trên kinh Địa Tạng đã nói: chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Chúng ta đã lĩnh hội được câu này hay chưa? Không có quán chiếu tinh tế tỉ mỉ, không phản tỉnh lại thật kỹ, chúng ta thấy trên kinh luôn cho rằng Ngài nói thật quá mức. Hãy thử quan sát, thử xem lại thật kỹ những điều trên kinh Phật nói, từng câu từng chữ đều là chính xác, một chút cũng không sai. Người chân thật tu hành, người đại tu hành là người ngay ở trong cảnh duyên, đem những tạp khí phiền não này loại bỏ thật sạch sẽ, đem những góc cạnh này mài thật nhẵn bóng, đó là chân tu hành. Tu hành luyện công phu ở đâu thì chúng ta đã hiểu rõ rồi. Hiểu rõ rồi thì phải thật làm. Ở trong đời sống thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật không có gì khác, chính là một câu: nhìn thấu, buông xả. Nếu một mảy may ý niệm khởi lên thì phải đem ý niệm này buông xả. Biết trong tâm thanh tịnh, trong tâm bình đẳng, ở trong chân tâm không có một mảy may ý nghĩ. Có mảy may ý nghĩ khởi lên, đó chính là vô minh khởi lên rồi. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Nếu chúng ta không dụng công phu ở trên chỗ này thì làm sao có thể thành tựu được chứ? Tịnh tông dụng công quả thật là thuận tiện hơn pháp môn khác quá nhiều. Tịnh tông đã đề khởi một câu Phật hiệu, vừa khởi tâm động niệm thì tự mình phát giác. Cái mà người xưa gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý nghĩ thứ nhất mới vừa khởi, bằng lập tức phát giác, thì ý nghĩ thứ hai đổi thành A-di-đà-phật. Đổi hết tất cả ý nghĩ này thành A-di-đà-phật, đây gọi là biết niệm Phật. Niệm Phật vốn dĩ là cách niệm này. Niệm một câu A-di-đà-phật liền đem ý nghĩ này san bằng rồi, dẹp cái ý nghĩ này xuống. Niệm Phật như vậy, công phu mới gọi là đắc lực. Ngày nay có người nói công phu của họ đắc lực rồi, chưa chắc. Họ đã hiểu sai đi ý nghĩa hai chữ đắc lực rồi. Họ chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu minh bạch, sao gọi là đắc lực? Công phu thật sự đắc lực là niệm niệm dập tắt tham sân si, niệm niệm dập tắt thị phi nhân ngã, niệm niệm dập tắt bốn tướng, thì công phu này mới gọi là đắc lực. Không những bốn tướng không còn nữa, mà bốn kiến cũng không có. Kinh Kim Cang nói: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Người dụng công thật sự, trong 24 giờ hạ công phu ngay chỗ này, làm gì có công phu dẹp vọng tưởng. Thế nhưng các vị phải biết, nếu như công phu không đắc lực thì vọng tưởng liền khởi lên, trong Phật Pháp gọi là quán chiếu. Quán chiếu nếu mất hết rồi, không thể chiếu được nữa, thì vọng tưởng liền khởi lên, tạp niệm liền khởi lên. Chúng ta tự mình thường xuyên phản tỉnh, thường xuyên giác ngộ, thì thường xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Khởi tâm động niệm vẫn là đang tạo nghiệp. Ở trong đời sống thường ngày, chúng ta biết Bồ Tát Phổ Hiền nói rất rõ ràng là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhưng mà chúng ta không thể làm được, vẫn cứ là hằng thuận chính mình, thuận theo tập khí phiền não của mình, thuận theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Chúng ta phải giác ngộ. Nếu cứ làm việc này thì nhất định không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Mong cầu giảng sanh, đó là hy vọng của bạn, nhưng chưa chắc có thể đạt được. Đây là lời chân thật, tuyệt đối không lừa dối người.
Giảng người niệm Phật, giảng người mong muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng thật sự có thể đi được chỉ có vài ba người. Lời này ngày trước lão sư Lý thường nói. Đây là nguyên nhân gì vậy? Không thể buông xả vọng tưởng, phân biệt chấp trước, vẫn cứ thuận theo tập khí phiền não. Làm thế nào mới có thể giảng sanh đây? Mức thấp nhất là phải thuận theo A-di-đà Phật. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật thì người này mới có thể giảng sanh. Câu Phật hiệu A-di-đà Phật mới thực sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đè xuống được. Đây là chỉ nói phục phiền não, hoàn toàn chưa có nói đoạn phiền não. Người tu hành chân chánh chính là ở chỗ này, gọi là người phát nguyện dẫn đầu. Họ có thể làm tấm gương cho mọi người xem. Họ làm tấm gương không phải cố ý làm, bản thân họ đã làm như vậy, không phải cố ý giả bộ làm dáng cho người khác xem, không có ý nghĩ này. Nếu có ý nghĩ này là rơi vào trong vọng tưởng rồi, là rơi vào trong phân biệt chấp trước rồi, đó không phải là chân tâm. Chân tâm là không có làm bộ làm dáng. Chân tâm là rất tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Trái ngược tự nhiên đó là tạo tác, đó là giả, là hư ngụy. Tâm hư ngụy thì không thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Phàm là người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, người nào cũng là tâm chân thành. Hay nói cách khác, người nào cũng là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tuyệt đối không phải nói có cái tâm hư vọng có thể giảng sanh, không có cái đạo lý này. Tâm hư vọng niệm Phật là chỉ kết pháp duyên với A-di-đà Phật, chỉ gieo thiện căn, đời này không thể đi được. Vậy thì phải đợi đến đời sau, đợi đến đời sau nữa, đời sau, đời sau nữa. Khi nào gặp được duyên phận này, gặp được pháp môn niệm Phật, đến khi nào bạn dùng tâm chân thật, cũng chính là nói bạn phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì bạn nhất định được sanh. Đạo lý này chúng ta không thể không biết. Chúng ta hiện nay biết rồi thì phải dùng, phải học tập, chúng ta đời này sẽ được giảng sanh. Giảng sanh được hay không, giảng sanh phẩm vị cao hay thấp, Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, đó là do gặp duyên khác nhau. Chúng ta ngày nay gặp duyên thù thắng, đối với những đạo lý, phương pháp, cảnh giới này trên cơ bản đều hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Sau khi sáng tỏ, chúng ta nên biết cách làm người, biết cách sống. Làm người như thế nào, sống như thế nào, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mà làm người. Đối với tất cả mọi chúng sanh thì dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng để đối đãi, dứt khoát không khởi ý niệm cái này tốt, cái kia không tốt. Nhất định muốn tranh với người ta, nhất định phải tính toán. Tính toán đến cuối cùng bản thân bị đọa tam đồ. Tại vì sao đọa tam đồ vậy? Tam đồ là chính bạn tạo ra. Tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh, bạn chấp trước như vậy, tranh hơn như vậy, muốn thắng, hiếu thắng như vậy, đây là nguyên nhân đích thực của đọa lạc. Chúng ta hãy xem ở trên kinh luận chư Phật Bồ Tát có tranh nhau hay không. Tại sao họ không tranh? Họ biết một đạo lý là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người tốt, thuận cảnh là hư vọng. Người xấu, nghịch cảnh cũng là hư vọng. Vì vậy, tất cả cảnh duyên bày ngay trước mắt, tâm của họ như như bất động. Trên kinh Kim Cang nói, không dính theo tướng như như bất động, cho nên tâm tranh đấu một chút cũng không có. Chân tâm lìa niệm, không có ý niệm nào. Phật lại sợ người hiểu lầm câu chân tâm lìa niệm, sợ bạn hiểu thành vô tưởng định, cho nên Ngài lại nói thêm một câu là lìa niệm
tức là lìa vọng niệm. Cái ý này chính là nói họ còn có chánh niệm. Thế nào gọi là chánh niệm? Niệm mà không niệm đó là chánh niệm, không niệm mà niệm là chánh niệm. Cái ý này sâu. Thế nhưng chúng ta phải thể hội được, niệm mà không niệm, cái niệm đó là niệm tất cả chúng sanh, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Điều này trên Kinh Di Đà thường nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh chính là Phật, chính là Pháp, chính là Tăng. Cái niệm này là chánh niệm. Nguyện thứ 18, mười niệm ác sanh nguyện. Kinh văn ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Phía trước đã nói qua với các vị về chư Phật tán thán. Chỉ có chư Phật tán thán mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh mười phương thế giới biết được có thế giới Cực Lạc, biết được có A-di-đà Phật, biết được có pháp môn niệm Phật, ác sanh tịnh độ thù thắng. Tất cả chư Phật vì sao tán thán A-di-đà Phật? Vì tất cả chúng sanh tuyên giảng kinh giảng sanh. Như Thích Ca Mâu Ni Phật chuyên môn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài giảng ra ba bộ kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A Di Đà. Chúng ta gọi là Tịnh Độ Ba Kinh. Do đây có thể biết ba bộ kinh này là mười phương ba đời tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian nhất định sẽ tuyên giảng. Vì sao vậy? Phía trước nguyện thứ 17 nói với chúng ta, nếu như có một vị Phật xuất hiện ở thế gian mà không giảng ba bộ kinh này thì Pháp Tạng thề không thành Phật. Hiện nay Pháp Tạng thành Phật đã 10 kiếp rồi. Do đây có thể biết không có một vị Phật nào mà không giảng ba bộ kinh này. Phật nói tất cả kinh không phải Phật chính mình tự nói, cũng không phải Phật muốn giảng, mà Phật nói kinh đều là ứng cơ nói Pháp. Như Thế Tôn ở trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng, cho nên tùy loại hóa thân, ứng cơ nói Pháp. Thế nhưng ba bộ kinh này không có tình riêng, Phật cũng nói. Đây là đạo lý gì? Tất cả chúng sanh không luận là thượng căn, trung căn, hạ căn, Bồ Tát cũng tốt, thánh văn cũng tốt, chúng sanh sáu cõi cũng tốt, cho dù là chúng sanh A Tỳ địa ngục đều là bình đẳng khế cơ với pháp môn này. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn. Pháp môn này là pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh tuy căn tánh không như nhau, thế nhưng y theo pháp môn này thì bình đẳng được độ. Cho nên pháp môn này là thù thắng không gì bằng. Người xưa đã từng nói với chúng ta, tất cả chư Phật không có vị Phật nào mà không niệm A-di-đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bổn kinh nhỏ nói với chúng ta, ngài là niệm Phật thành Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà đều lơ là đi sự việc này. Nếu không có đại sư Ngẫu Ích ở trong yếu giải vì chúng ta chỉ ra, chúng ta đọc kinh Di Đà cả đời cũng không thể phát hiện ra được Thích Ca Mâu Ni Phật là niệm A Di Đà Phật mà thành Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật như vậy, tất cả chư Phật nghĩ ra cũng là như vậy. Việc nghĩ ra này không sai, quả nhiên như vậy, chính là chư Phật đều niệm A Di Đà Phật. Chúng ta rất khó tin tưởng. Nếu như từ trên lý mà nói thì còn có thể nói được thông. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? Bốn chữ này hoàn toàn là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung văn là vô lượng giác. Cho nên từ nơi ý này mà nói, vậy thì nhất định không có vấn đề. Các vị nghĩ xem, có vị Phật nào không phải là vô lượng giác? Do đây có thể biết vô lượng giác là
tên chung của tất cả chư Phật Như Lai. Thế giới Tây Phương, Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật, Ngài đã dùng danh hiệu này. Cho nên trong danh hiệu này có lý, có sự. Lý như vậy, sự cũng không ngoại lệ. Đây là pháp môn không thể nghĩ bàn. Ngoài ra, còn có một sự việc chúng ta cần phải nên biết. Tất cả chư Phật đều niệm niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Sự việc này chúng ta làm sao có thể biết được? Trong tiểu bổn kinh A-di-đà, ngay trong sáu phương Phật tán thán, chúng ta thấy được không luận ở một thế giới nào, một loại chúng sanh nào, chỉ cần niệm A-di-đà Phật liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Các vị nghĩ lại xem, công đức này đến bao lớn. Bạn niệm các danh hiệu Phật Bồ Tát khác, hoặc giả bạn niệm tất cả thần chú, bạn đọc tất cả kinh điển, có thể đạt được một vị Phật, hai vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật hộ niệm cho bạn. Nhất định không thể nào được tất cả chư Phật hộ niệm. Chỉ riêng niệm danh hiệu của A-di-đà Phật thì có thể được tất cả chư Phật hộ niệm. Những lý cùng sự này chúng ta đều phải biết. Sau khi biết rồi, bạn thọ trì bộ kinh này, tu học pháp môn này, tính tâm mới chân thật, kiên định. Không luận sức mạnh nào mê hoặc bạn, uy hiếp bạn, bạn đều sẽ không dao động, bạn cũng sẽ không khiếp sợ. Vì sao vậy? Có chư Phật hộ niệm, có chư Phật hộ niệm, bạn liền sẽ liên tưởng đến vô lượng Bồ Tát, vô lượng thiện thần nhất định hộ trì bạn. Đây đều là sự thật. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải lần thứ 10. Thế gian này cái gì là thật? Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy. Thân này của tôi có thể có được hay chăng?